nhân dịp có đề xuất phong sắt cùng điểm lại những ồn ào chấn động Vbiz 2022. Hiền Hồ nương tựa đại gia, Giác bị tố bỏ con, trường hợp Hữu Tín khó mà trở lại showbiz. Nghe nói phong sắt ở Việt Nam bắt đầu được đề xuất, công chúng đã có dịp nhìn lại những ồn ào chấn động trong năm 2022. Phải công nhận, làng giải trí năm vừa qua đã để lộ quá nhiều mảng tối và thiết nghĩ là trước lệnh phong sắt sẽ có nhiều cái tên chỉ muốn xóa sạch mọi dấu vết của mình, điển hình như những lùm xùm sau đây. Hữu Tín là trường hợp phải nhắc đến đầu tiên trong chuỗi sóng gió của showbiz Việt 2022. Nam danh hài bị bắt quả tang dùng chất cấm và bị truy tố với mức hình phạt lên đến từ 7 tới 15 năm. Ai cũng sốc khi vụ của Hữu Tín bị phanh phui, vì người hâm mộ quán quân cười xuyên Việt chẳng thể nào ngờ một chàng trai trông hiền lành và đáng yêu như vậy lại lệ thuộc vào những thứ độc hại đã được 3 năm. Một nghệ sĩ phạm tội nghiêm trọng thế này, thực khó và cũng không còn xứng đáng trở lại sân khấu, nhận ánh hào quang và được tôn vinh. Phương Oanh, sau vai diễn gây sốt ở Hương vị tình thân, Phương Oanh im ắng hẳn vì chẳng còn hoạt động nhiều ở Vbiz. Song, cô vẫn là cái tên được chú ý bậc nhất năm 2022 khi lộ chuyện hẹn hò với Sắc Bình. Chuyện người đẹp yêu đại gia sẽ chẳng có gì đáng để nó, y nếu như vợ của Sắc Bình không lên tiếng khẳng định cô và chồng chưa ly hôn. Nam doanh nhân và nữ diễn viên sau đó cũng có nhiều động thái giải thích, từ đó họ chuyển từ chế độ yêu đương kín đáo sang công khai, thoải mái chia sẻ những hình ảnh chung. Việc Phương Oanh có phải thực sự là bé ba hay không, kỳ thực chỉ có người trong cuộc mới rõ. Những câu chuyện yêu đương phức tạp như Phương Oanh vốn xảy ra như cơm bữa, và mỗi lần như vậy các nghệ sĩ lại có những lập luận riêng để giải thích cho hành động của mình. Thế nên những thị phi tình ái kiểu thế này cũng chính là một trong những lý do khiến khán giả liên tục đòi có lệnh phong sắt. Hiền Hồ còn dữ dội hơn Phương Oanh chính là ồn ào anh trai nương tựa của Hiền Hồ. Cô nàng bị khu luật ảnh thân thiết với một đại gia lớn tuổi đã có gia đình, và rồi chẳng thể bao biện gì thêm, Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi rồi ở ẩn một thời gian. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, người đẹp đã trở lại đường đua V-pop, đi sự kiện và chạy sâu ầm ầm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả khán giả đều đã chấp nhận nữ ca sĩ. Một trường đại học đã thẳng tay gạch tên Hiền Hồ khỏi show diễn vì có quá nhiều sinh viên lên tiếng phản đối. Và cũng không khó để nhận ra, người đẹp gần như ế sâu dù vẫn liên tục tung những video âm nhạc trên trang YouTube. Thế mới thấy đối với người nghệ sĩ, đau đớn và nhanh chóng hơn cả sự trừng phạt của cơ quan chức năng chính là sự quay lưng của khán giả. Chắc, bên cạnh ồn ào người thứ ba, lùm xùm tình ái của Vbiz còn có phi vụ bỏ con. Vâng, đó chính là ồn ào của Jack. Sau lần bị Thiên An bóc phốt đã có con riêng nhưng phủi bỏ trách nhiệm, Jack từ một ngôi sao đình đám Vbiz đã bị tụt hạng danh tiếng nghiêm trọng. Giống như Hiền Hồ, Jack đăng bài xin lỗi và chọn ẩn mình một thời gian. Nhưng không lâu sau, anh chàng đã ra mắt MV và hoạt động nghệ thuật sôi nổi trở lại. Đáng nói, MV của anh vẫn giữ thứ hạng cao. Jack vẫn có lượng người hâm mộ nhất định đồng hành và luôn xuất hiện ở các sự kiện như một celeb hạng A. Có cảm giác như lùm xùm này không ảnh hưởng đến anh là mấy. Trấn Thành. Lùm xùm của Trấn Thành trong năm 2022 không quá lớn, nhưng vẫn bị công chúng gọi tên như một ví dụ của việc body sam xung người khác. Khi trong một chương trình, nam MC đã gây tranh cãi dữ dội khi lấy ngoại hình Đức Phúc ra đùa. Anh cho hay, nhìn cái răng của Đức Phúc tôi nghĩ làm con hải ly là hợp. Nhiều người cho rằng Trấn Thành đã đi quá đà và cũng có không ít ý kiến bênh vực nam MC. Có thể Trấn Thành không hề có ác ý khi buông ra những câu nói gây tranh cãi này. Song, nếu công chúng quá thoải mái với những lời bông đùa về diện mạo người khác, thì chắc hẳn sẽ ngày càng xuất hiện nhiều ngôi sao ăn nói bạt mạng, thích gì nói nấy khi xuất hiện trên các chương trình. Showbiz giờ như nồi lẩu thập cẩm là câu cảm thán mà khán giả vẫn thường xuyên thốt lên mỗi khi bắt gặp những chiếc phốt mới ở Vbiz. Hy vọng sự nhen nhóm của lệnh phong sắt sẽ ít nhiều, giúp làng giải trí trở nên lành mạnh hơn, trong sạch hơn.